Nhưng mà cháu định tẩy là một cái nốt này thôi hay là cả cái nốt bên cạnh nữa? À, có tẩy nốt bên cạnh nữa không? Tẩy luôn đi nhé. Nó chuyển tẩy bình thường. Bạn này là rất là xinh gái, vì cái nốt này có nghĩa là nó làm mình mất tự tin đúng không? Vâng. Tẩy đi để cho mình tự tin hẳn lên. Bây giờ mình có công nghệ cao để mình tẩy mà. Tẩy không có chảy máu, chảy biết gì cả, và mọi thứ bình thường, nó sẽ phục hồi rất là nhanh. Và thông thường mình chỉ cần tẩy một lần thôi nhé. Ok. Không gọi là mụn thịt em ạ. Cái này của em nó là một cái u nhú do HPV. Này do HPV gây nên, gọi là u nhú sùi nhá. Nếu mà nó xuất hiện ở vùng sinh dục thì người ta sẽ gọi là sùi màu gà đấy. Còn ở trên mặt của em này thì mình gọi là u nhú do HPV. Cái này em đừng sờ và em cạy không được đâu, vì nó sẽ lan và phát triển. Cho nên mình phải dùng laser đốt nó đi em ạ. Được. Thường là chỉ đốt một lần là khỏi. Đúng rồi. Ok. Đây ạ.